Đầu tiên, xin cảm ơn các pha chế Captain Ao, Veritasi, Hưng Nguyễn, Đăng Tường, Nguyễn Công Bằng, Hoài, Anh Nguyễn, Ngu Văn, Long Hoàng, Isaac, Đình Huy Nguyễn, Đỗ Sơn, Hiếu Nguyễn, Dũng Lê, Nguyễn Thành Đạt, Vương Nguyễn, Hoàng Sơn Flag Team, Nguyễn Trọng Nghĩa, Jin Nguyễn, Gun Trần, House, Joyce, Alcides Brojo, Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Công Tạo, Huy Trần, The Greek, Quang Asu, Hoàng Anh Duy Dương, Vũ Phạm, Nhạc Nhẹ 101, Lý Nguyễn, Phi Anh Trần, Avril Trần, Trung Hiếu Đào, Dương Đặng, Hoàng Bùi, Tôm Hùm, Tấn Phước Phạm, Quân Thực Phẩm, Xuân Phúc Phạm, Hiền Nguyễn Văn, An, Nam Phan, Thiên Khổng Hoàng, Nguyễn Phúc Anh Tuấn và QT The Human vì đã giúp chúng tôi tỉnh táo trong quá trình thực hiện nội dung này. Theo truyền thuyết, Shoten Doji là một chúa quỷ Oni vô cùng tàn bạo tại vùng Kyoto ngày nay. Shoten Doji là kết quả của một tình yêu ngang trái giữa phàm nhân với một con rắn có 8 đầu, 8 đuôi, tên là Orochi, nhân vật bị thần Susanoo tiêu diệt và đã từng được kể ở series thần thoại Nhật Bản trước đây. Nhắc đến Orochi, người ta hay nghĩ đến ngay những cái chết kinh dị khi hắn luôn tìm cách nuốt chửng con người. Vậy nên, khi Shoten Doji ra đời, hắn sẽ chịu ảnh hưởng tính cách của người mẹ phàm trần hay người cha rắn tinh? Đây sẽ chính là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau trả lời trong ngày hôm nay. Xin chào các không ai cả và chào mừng đã trở lại với kênh Không Người Xem. Sau đây sẽ là câu chuyện về Shoten Doji, tập thứ 2 của series về sinh vật huyền bí trong thần thoại châu Á. Như mọi thần thoại khác và truyền thuyết khác, câu chuyện về Shoten Doji cũng có nhiều phiên bản khác nhau. Vậy nên nếu như các bạn thấy phần chúng mình đang kể không giống với những gì các bạn biết thì đó cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Ngoài ra trong video này, các thông tin và câu chuyện sẽ được trích dẫn từ Sinh vật thần thoại khắp thế gian của nhà xuất bản Kim Đồng và trên trang web truyện Nhật Bản Yokai được viết bởi Matthew Mayer, là một họa sĩ minh họa và là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tại Nhật Bản, cùng với một số ghi chép từ những nhà nghiên cứu văn hóa khác. Trong thần thoại Nhật Bản, loài yêu quái có rất nhiều cái tên, phân thành nhiều loại. Để dễ dàng theo dõi nội dung ngày hôm nay, trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau phải tìm hiểu về một vài cách gọi nhằm phân biệt những loại sinh vật ma quỷ phổ biến tại Nhật Bản. Tại Nhật, những sinh vật quyền năng được chia thành 4 loại: Oni, Tengu, Yokai và Kami. Oni dùng để chỉ những con quỷ có hình thù to lớn và sức khỏe phi thường. Tengu được dùng để nói đến những oan hồn không thể siêu thoát khỏi trần thế. Yokai để chỉ những con quỷ hay thay đổi hình dạng. Và Kami là để chỉ những vị thần và đấng bề trên. Vậy thì người Nhật phân Shoten Doji vào loại ma quỷ nào? Theo trang Yokai, Shoten Doji không sinh ra là một Oni mà đã có biến cố xảy ra khiến hắn trở thành một con quỷ thực thụ. Thậm chí, hắn còn được coi là chúa tể của các Oni. Theo truyền thuyết các vùng khác nhau, mô tả hình dáng Shoten Doji theo những cách không giống nhau. Tuy nhiên, tất cả các nơi đều kể về hắn với một vài đặc điểm như cao khoảng 15m, toàn thân đều màu đỏ, trên đầu có 5 chiếc sừng nhọn hoắt và 15 con mắt. Và để biết lý do vì sao Shoten Doji lại trở thành chúa quỷ thì câu chuyện sẽ bắt đầu khi hắn được sinh ra, mà cũng có thể là lúc hắn còn chưa được ra đời. Theo truyền thuyết, Shoten Doji được cho là con trai của rắn 8 đầu nổi tiếng Orochi với một cô gái phàm trần. Chính vì một nửa là dòng máu thần nên Shoten Doji sở hữu những điều đặc biệt hơn người. Từ nhỏ, cậu bé đã là một người có sức mạnh phi thường và trí khôn hơn người. Tuy nhiên, điểm nổi bật đó không khiến cậu được nể phục hay được yêu quý bởi những người xung quanh. Bù lại, vì cậu là đứa con của quỷ nên những người xung quanh vẫn luôn phân biệt đối xử với cậu và mẹ. Có lẽ vì tủi thân và không chịu đựng được sự phỉ báng đó mà mẹ của Shoten Doji đã bỏ đi và để lại cậu khi mới lên 6 tuổi. Bị bỏ rơi bởi chính mẹ của mình, Shoten Doji đã tìm đến sự giúp đỡ của vị sư thầy trên núi Kyoto. Nhờ đó mà vào thời trai trẻ của mình, Shoten Doji đã trở thành một nhà sư vô cùng khỏe mạnh và xuất chúng. Thế nhưng, Shoten Doji lại chẳng bao giờ hữu ích. Hắn trốn học nhiều lần để đi uống rượu và trêu chọc những cô gái trong làng. Ngày qua ngày, cậu trai trẻ uống rượu nhiều đến mức cậu là số 2 thì không ai là số 1, và cái tên Shoten Doji cũng được mọi người đặt cho với ý nghĩa là một chú tiểu say rượu. Một đêm, khi lễ hội được tổ chức tại chùa mà hắn đang sống, Shoten Doji lại bắt đầu uống rượu và say mềm. Trong cơn say, Shoten Doji liền dở thói trêu người của mình. Hắn lấy một chiếc mặt nạ quỷ và trốn vào góc tối để hù những ai đến tham gia lễ hội. Sự giật mình khiếp sợ của mọi người khiến cho hắn thích thú và hào hứng. Tuy nhiên, khi lễ hội kết thúc, một điều kỳ lạ đã xảy ra với Shoten. Có lẽ thần linh muốn trừng phạt cho sự hư hỏng của hắn
nên chiếc mặt nạ quỷ cứ thế bám chặt vào mặt Shoten. Hắn cố cạy ra nhưng không thể nào cởi ra được. Và rồi, chiếc mặt nạ quỷ đó đã trở thành một phần của hắn. Căm phẫn và xấu hổ với gương mặt xấu xí này, Shoten Doji đâm ra căm ghét con người, khiến hắn quyết tâm bỏ lên núi Oe để sống tách biệt với loài người. Những năm sinh sống trên núi, Shoten Doji xây dựng cho mình một băng đảng cướp bóc. Hắn hù dọa, đánh cắp lương thực và rượu của dân làng để đem về nhà. Và cũng nhờ vậy mà cái tên Shoten Doji và đồng bọn đã vang đi khắp nơi. Từ đây, rất nhiều băng cướp quy tụ về núi Oe để xin gia nhập. Nhờ đó mà lực lượng của Shoten Doji càng ngày càng lớn mạnh. Và trong khoảng thời gian sống ẩn dật trên núi Oe, hắn còn luyện tập được những món tả phép hắc ám và truyền dạy lại cho những tên tôi tớ, khiến bọn chúng càng ngày càng ngông cuồng hơn. Theo thời gian, Shoten và băng cướp của hắn dần hiện rõ mình chính là các Oni, những con quỷ du côn, to xác và chỉ biết cướp bóc. Đến một ngày, khi băng cướp thực sự lớn mạnh, Shoten và đồng đội không còn muốn yên ổn trên núi nữa mà chúng bắt đầu đi càn quét khắp nơi trong vùng Kyoto. Không chỉ ăn cướp, bọn quỷ còn giết bất cứ ai mà chúng cho là nên chết hoặc đáng phải chết. Chưa dừng lại ở đó, Shoten Doji còn ăn thịt người dân trong làng một cách vô cùng tàn nhẫn, một số bị chúng bắt về làm nô lệ. Chuyện tài trời này cuối cùng cũng đến tai của Thiên Hoàng. Ông liền ra lệnh triệu hồi một vị samurai nổi tiếng có tên là Minamoto no Yorimitsu để tiêu diệt chúa quỷ Shoten Doji. Theo lệnh, Yorimitsu và bốn cận vệ đã cải trang thành bốn vị sư thầy đi vào rừng của Shoten Doji xin tá túc một đêm. Vì đã từng là một tăng lữ nên Shoten Doji liền chấp nhận họ mà không hề từ chối, thậm chí còn mở tiệc thiết đãi. Vì biết rằng Shoten Doji thích uống rượu nên Yorimitsu đã chuẩn bị sẵn một chum rượu có chứa độc. Nhưng kể cả khi đã uống hết một bình thì Shoten Doji cũng chỉ cảm thấy buồn ngủ. Nhân lúc hắn ngủ say, Yorimitsu và các cận vệ liền cởi bỏ lớp cải trang, mặc áo giáp, đeo kiếm vào người và xông vào phòng ngủ của Shoten Doji. Nhận ra mình bị ám sát, hắn tức giận hóa thân thành một con quỷ Oni cao hơn 15 mét, toàn thân đỏ như máu. Trên đầu hắn mọc ra 5 sừng và 15 con mắt. Cuộc chiến diễn ra hết sức quyết liệt giữa các samurai và con quỷ hung tợn. Cuối cùng, bốn cận vệ đã khóa được chân tay Shoten Doji để Yorimitsu chặt đứt đầu hắn. Tưởng vậy là đã chiến thắng, thế nhưng cái đầu gớm ghiếc của con quỷ Shoten tự động bay đến và cắn Yorimitsu. May mắn là ngài được bảo vệ bởi lớp áo giáp cứng cáp nên đã thoát chết. Cả nhóm quyết định đem đầu của Shoten Doji chôn dưới chân núi Oe. Và được biết, mãi cho đến tận ngày nay, người Nhật vẫn tin rằng linh hồn của Shoten Doji chưa bao giờ bị tan biến và vẫn ám mãi tại vùng núi Oe và con đường ngoại ô dẫn đến Kyoto. Shoten Doji là một con quái vật thực thụ. Tuy nhiên, theo thời gian, hình ảnh Shoten Doji đã được thay đổi và được người dân Nhật Bản tiếp nhận dưới góc nhìn thú vị hơn. Đầu tiên, khái niệm mặt nạ Oni được đưa vào văn hóa truyền thống Nhật Bản như một sự bảo vệ khỏi tà ác. Người dân Nhật sẽ treo mặt nạ Oni, đôi khi là Shoten Doji quanh nhà để bảo vệ bản thân. Ngoài ra, các samurai cũng sử dụng mặt nạ để bảo vệ mình trong chiến trận. Những chiếc mặt nạ này là men yoroi hay các men po, có thiết kế nửa mặt hoặc cả mặt, được làm từ da và sắt. Dần dần, mặt nạ Oni cũng được các samurai sử dụng để dọa đối phương. Và tất nhiên, không có Oni nào mạnh hơn Oni-chang hay Shoten Doji. Vì lý do này mà hình ảnh Shoten Doji đã thay đổi dần dần, từ con quỷ tà ác thành một biểu tượng sức mạnh và sự bảo vệ, được sử dụng bởi người dân nhằm chống lại những thế lực khác có khả năng làm hại mình. Và vừa rồi chúng ta được nghe truyền thuyết về Shoten Doji, một chúa quỷ nổi tiếng tại vùng Kyoto. Trong số tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với sinh vật huyền bí vô cùng nổi tiếng của châu Á, và đó là hồ ly. Nếu các bạn thích video ngày hôm nay, đừng quên bấm like, subscribe hoặc trở thành thành viên của kênh bằng nút join bên dưới. Chúng tôi có rất nhiều món quà thú vị dành cho các thành viên trong thời gian tới. Ngoài ra, tập tiếp theo của series sinh vật huyền bí trong thần thoại châu Á cũng sẽ sớm được ra mắt. Vậy nên, hãy bấm nút thông báo để không bỏ lỡ video nào nha. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!